Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, tất diệu giác tánh, phi nhân phi duyên. Thế Tôn vân hà, thường giữ tỳ kheo. Tuyên thuyết kiến tánh, cự tứ chủng duyên. Sở dĩ nhân, không nhân, minh nhân, tâm nhân, nhược thị nghĩa dân hà. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh giác nhiệm màu này, chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Tại sao Thế Tôn thường chỉ dạy các tỷ khu, tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên? Nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm và nhân nơi mắt, nghĩa ấy như thế nào? Giảng: Quý vị nói A Nan đã xúc phạm nhiều ít. A Nan đã bất kính với đạo sư của mình. A Nan thô tháo muốn tranh luận công khai với Đức Phật, giống như đấu một ván cờ không hơn không kém. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh giác nhiệm màu này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, tại sao Thế Tôn thường chỉ dạy các tỷ khu, tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên? A Nan vay mượn giáo lý của Đức Phật: Chính Như Lai đã dạy điều này, chứ không phải con tự nói. Như Lai đã nói về tánh thấy như vậy. Hãy lắng nghe A Nan nói. A Nan đang phản bác lại Đức Phật. A Nan luồn lách bên này rồi bên kia nhiều lần và chưa nói được điều gì đúng cả. Lúc ấy có lẽ A Nan lơ là không nghe giảng. Tôi sẽ nghe được Đức Phật giảng. Thế nên A Nan nói: Bạch Thế Tôn, Ngài thường nói rằng tánh thấy phải có đầy đủ bốn duyên. Sau này Thế Tôn lại nói tánh thấy chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Chắc có lẽ mật của A Nan phải lớn bằng cả bầu trời mới dám tranh luận với Đức Phật như vậy. Bốn duyên ấy là gì? Nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm và nhân nơi mắt. Nghĩa ấy như thế nào? Thế Tôn giải thích nghĩa này như thế nào? Trước đây Thế Tôn giảng giải tánh thấy căn cứ vào bốn duyên này. Nay Thế Tôn nói ngược lại. Sao Thế Tôn làm như vậy? Phải chăng là Phật thì có thể nói những điều không cần phải cân nhắc trước? Đức Phật thì không bao giờ nói dối. Sao trước đây Thế Tôn nói như thế mà nay lại nói khác? Quý vị có thể thấy được rằng pháp hội gồm những đệ tử như A Nan thật là nan giải. Thật may mắn Đức Phật là Phật. Nếu tôi ở trong pháp hội đó, tôi cũng chẳng có cách nào để luận giải cho A Nan. Kinh văn: Phật ngôn A Nan ngã thuyết thế gian, chư nhân duyên tướng phi đệ nhất nghĩa. Đức Phật bảo A Nan: Như Lai nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Giảng: Khả năng tranh luận của A Nan thật giỏi, đến nỗi A Nan có thể thuyết phục được Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan: Như Lai nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Đó không phải là giáo lý nền tảng. Những gì Như Lai nói lúc ấy là pháp quyền và phương tiện. Ông không nên nghĩ rằng những điều Như Lai nói khi ấy là giáo pháp chân thật. Lúc ấy như thể Như Lai dỗ trẻ con bằng cách nói rằng: Các con nên ngoan ngoãn, đừng nên bướng bỉnh. Khi lớn lên các con sẽ là một quan chức, các con sẽ làm được nhiều việc quan trọng. Đó là pháp quyền, pháp môn phương tiện. Nghe qua như thể chẳng phải Đức Phật bị A Nan phản bác, phải không? Trong Kinh Duy Ma Cực, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi cư sĩ Duy Ma Cực: Thế nào là đệ nhất nghĩa? Quý vị biết cư sĩ Duy Ma Cực trả lời như thế nào không? Quý vị thử đoán xem, nếu có ai biết được thì người ấy là Duy Ma Cực tái thế. Có ai trong quý vị biết đệ nhất nghĩa là gì không? Bất kỳ ai đã đọc kinh Duy Ma Cực đều biết. Nhưng nếu tôi nói, quý vị phải đừng nên đi quanh, làm dáng, ra vẻ ta đây hiểu biết đối với mọi người, bắt chước phong cách của cư sĩ Duy Ma Cực, vì quý vị chưa đạt đến cảnh giới như ngài. Đừng như những người phạm sai lầm, khi làm ra vẻ như mình biết những điều thực sự chưa biết. Duy Ma Cực nhắm mắt và ngậm miệng im lặng. Ngài không nói một lời. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Ồ, ngài đã hiểu, cách ngài trả lời như vậy. Nhưng quý vị không nên làm như thế. Khi đi đâu và có ai hỏi về đệ nhất nghĩa, điều ấy không thể chấp nhận được. Rất tốt khi hiểu được,
nhận ra được nghĩa lý ấy. Nhưng quý vị không nên đi quanh làm ra vẻ ngây ngô, như thể mình cũng giống như duy ma cực. Điều ấy không được phép. Cũng như khi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, bộ kinh có rất nhiều nghĩa lý. Có người đã thành khẩu đầu thiền khi đọc xong những pháp lý này. Nếu quý vị là người chân thật, hiểu được đạo lý thì rất tốt. Nhưng chẳng tốt chút nào khi quý vị chỉ ham thích khẩu đầu thiền. Tôi nhắc lại vì điều này rất quan trọng. Thế nào là sự đùa cợt trong thiền? Có người đưa một ngón tay hoặc nắm tay lên, hoặc có những hành động tương tự như vậy. Điều ấy quý vị dứt khoát không nên làm. Sao vậy? Vì quý vị chưa đạt đến cảnh giới ấy, quý vị chưa chứng ngộ, nên quý vị không làm những việc như thế được. Người làm được những cử chỉ này là người đã chứng ngộ. Người đã chứng ngộ rồi, họ thông suốt mọi sự. Gần đây tôi có gặp một số người rất mê mờ đến nỗi họ hành sự như người say rượu, mà tưởng rằng mình đã chứng ngộ. Thế nên tôi bảo anh ta hãy giải thích về thức chủng lập đề và lục chủng thành tựu. Anh ta không thể nói được dù chỉ một điều. Thế quý vị nghĩ xem anh ta chứng ngộ cái gì? Nếu anh ta là người chứng ngộ, cho dù anh ta không trả lời được câu hỏi, thì ít ra cũng giải thích được nghĩa lý. Sao vậy? Vì tất cả nghĩa lý đều lưu xuất từ tâm. Nếu anh ta là người chứng ngộ, thì tâm anh ta hoàn toàn sáng suốt, và anh ta sẽ thông đạt mọi đạo lý. Thế nên, dù anh ta không hiểu được chi tiết, thì cũng có thể giải thích về nguyên lý được. Sự chứng ngộ có nghĩa là như vậy. Thế nên quý vị đừng ngâm trà trong nước rồi uống phần cặn bã. Có người đăng báo quảng cáo rằng mình đã chứng ngộ, điều ấy hoàn toàn không biết xấu hổ, hoàn toàn không có chút liêm sĩ. Đó không phải là người Phật tử, họ thật là vô dụng. Kinh văn: A Nan Ngô Phục Vấn Nhữ. Chư thế gian nhân thuyết ngã năng kiến, dân hà danh kiến dân hà bất kiến. A Nan ngôn thể nhân nhân ư nhật nguyệt đăng quang, kiến chủng chủng tướng danh chi di kiến. Nhược phục vô thử tam chủng quang minh tắc bất năng kiến. A Nan, nay Như Lai lại hỏi ông, người trong thế gian thường nói tôi thấy được, thế nào gọi là thấy, thế nào là không thấy? A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, người thế gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy được mọi vật, nên gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy được. Giảng: Đức Phật thấy rằng A Nan là chú em họ thân yêu của mình, nên Ngài luôn luôn ân cần với A Nan. Thế nên một lần nữa Ngài bảo: A Nan, nay Như Lai lại hỏi ông. Chú em, nay Như Lai hỏi, người trong thế gian thường nói tôi thấy được, mọi người đều nói họ thấy được. Kinh văn không ghi Đức Phật nói rằng Ngài thấy được, đó là mọi người tự nói là chính mình thấy. Thế nào gọi là thấy? Cái gì là thấy? Thế nào là không thấy? Hãy nói cho Như Lai nghe ý nghĩa của nó. Bây giờ A Nan nghe Đức Phật đã bị mình thuyết phục, thấy mình là kẻ chiến thắng, thế nên anh ta không dừng lại để suy nghĩ mà nói ngay. A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, người thế gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy được mọi vật, nên gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh sáng này thì không thể thấy được. Kinh văn: A Nan, nhược vô minh thời danh bất kiến giả, ân bất kiến ám, nhược tức kiến ám thử đảng vô minh, dân hà vô kiến. A Nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu thật thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? Giảng: Bất luận khi nào A Nan nói điều gì, A Nan cũng tự mâu thuẫn với chính mình. Như điều đang nói ở trên, A Nan đã đi ngược lại với lập luận của chính mình. Như A Nan nói, nếu không có ba thứ ánh sáng này thì chẳng có cái thấy. Đức Phật không thừa nhận luận điểm chính của A Nan. Ông nói không có cái thấy, nay Như Lai sẽ hỏi ông. A Nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Không phải ông đã nói khi không có ánh sáng phát ra của ba thứ mặt trời, mặt trăng và đèn thì không thể thấy được đó sao?
Thật ra giáo lý này đã được giải thích rồi. Nhưng e rằng với tài học rộng nghe nhiều của A Nan sẽ nhớ không được lâu, thế nên Đức Phật giảng lại cho A Nan nghe một lần nữa. Nếu ông nói không thấy được khi không có ánh sáng, thì lẽ ra ông cũng không thấy được tối. Khi giảng phần kinh văn trước, Như Lai đã hỏi A Nan rằng người mù thấy gì, và A Nan đã trả lời rằng người mù thấy tối đen. Đây cũng vậy, thấy tối đen cũng gọi là thấy. Nếu thật thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? Ông không thể phản bác lý lẽ này, vì nó đã được xác minh rằng chính ông cũng thấy tối đen. Đó đơn giản chỉ là do không có ánh sáng, nên ông không thể nói rằng không có cái thấy hoàn toàn đúng khi nói rằng không có ánh sáng, chứ không thể nói rằng không có tánh thấy. A Nan lại rơi vào nỗi khó khăn khác. Kinh văn: A Nan, nhược tại ám thời bất kiến minh cố, danh di bất kiến, kim tại minh thời bất kiến ám tướng hoàng danh bất kiến, như thị nhị tướng câu danh bất kiến. A Nan, nếu khi tối không thấy sáng mà gọi là không thấy được, vậy đang lúc sáng không thấy có tối, lẽ ra đều phải gọi là không thấy. Giảng: A Nan, nếu khi tối không thấy sáng mà gọi là không thấy được, ở trong chỗ tối ông không thấy được ánh sáng, và ông cho rằng không thấy được gì cả, vậy đang lúc sáng, nay ông đang trong lúc sáng khi có đèn, mặt trời, mặt trăng, và ông không thấy có tối, lẽ ra đều phải gọi là không thấy. Khi có ánh sáng, bóng tối biến mất, ông không còn thấy tối nữa. Do lý lẽ của ông, lẽ ra trong cả hai trường hợp đều không có cái thấy. Cả hai trường hợp đều đã lý giải xong, sáng và tối, cả hai đều không có cái thấy hay sao? Nói nhanh, có phải ý ông như vậy không? Kinh văn: Nhược phục nhị tướng, tự tướng lăng đoạt, phi nhữ kiến tánh ư trung tạm vô, như thị tắc tri, nhị câu danh kiến, dân hà bất kiến. Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau, thì tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm không? Như thế ắt biết trong cả hai trường hợp đều gọi là thấy, sao gọi là không thấy? Giảng: Quý vị thấy Đức Phật là bậc rất giỏi trong tranh luận, và nay quý vị có lẽ cũng sẽ chiến thắng trong các cuộc tranh luận, bất luận quý vị tranh luận với ai. Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau, hai tướng là sáng và tối tranh đoạt lẫn nhau, sáng tuyên bố rằng nó là cái thấy, rồi tối tranh giành nó mới chính là cái thấy. A Nan, ông nói cả hai đều chẳng phải là cái thấy, cái gì mới thực sự là tánh thấy? Tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm không? Sự tương tục của sáng và tối không ảnh hưởng đến khả năng thấy của tánh thấy, đó chắc chắn là tánh thấy của quý vị, không tăng cũng không giảm, không sinh không diệt, cũng chẳng phải tánh thấy quý vị tạm thời biến mất. Như thế ắt biết trong cả hai trường hợp đều gọi là thấy. Quý vị thấy sáng và quý vị thấy tối, không thể nói rằng mỗi một cái nào là không có tánh thấy, sao gọi là không thấy? Vì có tánh thấy trong cả hai trường hợp, sao ông nói là không có cái thấy? Nói nhanh. Đức Phật hỏi ở mức độ thâm sâu hơn, nói nhanh. Kinh văn: Thị cố A Nan nhữ kim đương tri, kiến minh chi thời kiến phi thị minh, kiến ám chi thời kiến phi thị ám, kiến không chi thời kiến phi thị không, kiến tắc chi thời kiến phi thị tắc. Thế nên A Nan, nay ông phải biết khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi thấy hư không thì cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn bích thì cái thấy không phải là ngăn bích. Giảng: Thế nên A Nan, do nghĩa lý vừa được giải thích, nay ông phải biết khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, khi ông nhìn thấy sáng thì cái thấy của ông chắc chắn không phải là sáng. Tánh thấy của ông chắc chắn không phải là sáng, chắc chắn tánh thấy của ông không nhờ ánh sáng mà có được,
tánh thấy của ông hoàn toàn không bị cảnh ấy xoay chuyển. Khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối. Khi thấy tối đen thì cái thấy của quý vị chắc chắn không phải là cái tối. Cái thấy của quý vị vẫn không thay đổi. Nó cũng giống như cái thấy khi thấy được sáng. Cái thấy là đồng nhất, chẳng có gì khác biệt. Khi thấy hư không thì cái thấy không phải là hư không. Khi quý vị thấy hư không thì cái thấy của quý vị chắc chắn không bị xoay chuyển bởi hư không. Cái thấy ấy không chạy theo hư không. Khi thấy ngăn bích thì cái thấy không phải là ngăn bích. Khi quý vị thấy nơi bị ngăn bích thì chắc chắn cái thấy của quý vị không phải theo đó mà trở nên ngăn bích. Tánh thấy không thể nào bị biến chuyển theo hoàn cảnh bên ngoài. Tánh thấy không hề bị lay động bởi ngoại cảnh. Đó chính là tánh thấy thường trụ bất sinh bất diệt của quý vị. Kinh văn: Tứ nghĩa thành tựu nhữ phục ân tri, kiến kiến chi thời kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến kiến bức năng cập, dân hà phục thuyết nhân duyên tự nhiên cập hòa hợp tướng. Bốn nghĩa đã thành tựu. Ông lại nên biết khi ông thấy biết được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái bị thấy. Tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy, và cái thấy còn không thể bắt gặp tánh thấy được. Làm sao ông còn nói nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hợp? Giảng: Bốn nghĩa đã thành tựu. Đó là bốn nghĩa đã giảng từ trước, tức là bốn nhân duyên để thành tựu tánh thấy. Bây giờ ông mới nhận ra rằng tánh thấy không tùy thuộc vào bốn phương diện: sáng, tối, hư không, ngăn bích. Ông lại nên biết, khi ông thấy biết được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái bị thấy. Ở đây chữ kiến thứ nhất là tánh thấy chân thật. Chân kiến là tính giác chân chính của chúng ta. Chữ kiến thứ nhì là tánh thấy, kiến tinh. Dù nó cũng được gọi là tánh thấy, nhưng vẫn còn là cái thấy có chút hư vọng, vọng kiến. Chữ kiến thứ nhất là tánh thấy thanh tịnh, đó là tánh thấy chân chính. Chữ kiến thứ nhì còn vướng một chút hư vọng. Thế nên khi tánh thấy chân thật thấy được cái thấy hư vọng, thì tánh thấy không còn là tánh thấy nữa. Tánh thấy chân thật của quý vị cũng phải tách rời hết thảy mọi thể tánh. Tánh thấy phải không dính một thể tánh nào cả, không có một thể tánh nào hết. Thế nên nói tánh thấy không phải là cái thấy, không có cái thấy nào để nhằm đạt đến cả. Vì xưa nay không vốn có gì cả, nên quý vị không thể gán cho tánh thấy cái tên nào cả. Đây chính là chỗ xa lìa tướng nói năng, dứt hẳn tướng ngôn ngữ, nên nói khẩu dục ngôn nhi từ tán, tâm dục duyên nhi lự dông. Miệng muốn nói nhưng ngôn từ mất hẳn, tâm muốn phan duyên nhưng vọng niệm hết sạch rồi. Tâm muốn suy lường nhưng không còn cách nào dấy khởi lên được. Đây là tình trạng xa lìa hẳn tướng nói năng. Quý vị không còn cách nào để diễn đạt bằng lời nói được cả, và xa lìa hẳn tướng ngôn ngữ văn tự. Nó không còn được diễn đạt bằng bất kỳ hình thức văn tự nào. Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành sử duyệt, lối diễn đạt bằng ngôn ngữ bị dứt sạch, tâm không khỏi vọng niệm nữa. Đây có nghĩa là lúc tâm phan duyên không còn nữa. Đến cảnh giới này được gọi là tánh thấy không phải là cái thấy. Đạo lý này không phải dễ hiểu. Tuy vậy, nếu quý vị quen học Phật Pháp rồi thì điều này lại rất dễ hiểu. Vì vốn xưa nay không một vật, sao ông lại nói rằng tánh thấy là do nhân duyên hoặc là do tự nhiên? Tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy, và cái thấy còn không thể bắt gặp tánh thấy được. Vì tánh thấy của quý vị khác xa hẳn cái thấy không thể bắt kịp tánh thấy ấy được. Vốn không một vật, thế thì ông thấy cái gì? Cái thấy còn không thể bắt gặp, có nghĩa là cái thấy hư vọng, vọng kiến, không thể thấy được tánh thấy chân thật, chân kiến. Cái gì mà cái thấy của quý vị không thể trông thấy được, đó là tánh thấy chân thật, chân kiến của quý vị. Làm sao ông còn nói nhân duyên
tự nhiên và tướng hòa hợp. Tại sao ông vẫn còn muốn nói tánh thấy chân thật, tuyệt đối, trực giác chân chính của ông là nhân duyên mà tôi đã nói trước đây? Sao ông lại đưa điều đó ra như một ví dụ? Và tại sao ông lại so sánh giáo lý này với thuyết tự nhiên của ngoại đạo? Và tại sao ông lại đưa tướng hòa hợp ra bằng cách cho rằng ai cũng pha trộn với nhau trong một thể hòa hợp? Tướng hòa hợp cũng giống như khi thao một loại bánh bao của người Trung Hoa bị tan rã ra khi đun sôi, quý vị không nên nhầm lẫn. Đức Phật bảo A Nan rằng, khi Ngài nói về pháp nhân duyên là để dành cho hàng sơ phát tâm học Phật, cho hàng tiểu thừa, có nghĩa là pháp môn quyền thừa cho hàng thanh văn và duyên giác, và cũng là cho hàng ngoại đạo để bác bỏ thuyết tự nhiên. Này Như Lai giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để chỉ bài đại định Thủ Lăng Nghiêm, ý nghĩa thâm mật di diệu này không thể đem so sánh với nhân duyên. Sao ông vẫn còn đem nhân duyên ra so sánh với đệ nhất nghĩa? Sao ông vẫn còn đem nhân duyên ra so sánh với đại định Thủ Lăng Nghiêm? Cũng như nhầm lẫn đồng thao với vàng, ông quá chấp trước, ông không nên suy nghĩ như vậy nữa. Kinh văn: Nhữ đẳng thinh văn hiệp liệt vô thức, bất năng thông đạt thanh tịnh thật tướng. Ngô kim hối nhữ đương thiện tư duy, vô đắc bì đại diệu bồ đề lộ. Các ông là hàng thanh văn hẹp hòi không hiểu biết, không thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Nay Như Lai bảo ông phải biết chiêm nghiệm, không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, các ông là hàng thanh văn, các ông là hàng nhị thừa, hiểu biết hẹp hòi, tâm của các ông cạn cợt và nhỏ nhoi. Trí thức của các ông rất thấp kém, các ông hoàn toàn vô trí. Hàng thanh văn các ông chỉ biết lợi mình mà không biết làm lợi lạc cho người khác. Các ông chỉ biết đến mình mà không đối hoài khổ đau của các loài chúng sinh khác. Các ông là hàng ngã không A-la-hán. Vô minh là không có trí huệ chân chính. Tri thức nói ở đây tuy vậy không phải là tri kiến của hàng phàm phu, mà là trí huệ chân chính của Phật Pháp Đại Thừa. Các ông không có trí huệ chân chính của Phật Pháp Đại Thừa, điều này cũng liên quan đến đệ nhất nghĩa của đại định di diệu Thủ Lăng Nghiêm. Hàng thanh văn các ông không thể nào hiểu biết được điều này, và không thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Thông đạt có nghĩa là nhận thức được. Nay tâm các ông chấp trước nặng nề, tâm phân biệt các ông tạo ra quá lớn, nên các ông cần phải nhận biết những tinh túy của giáo lý Đại Thừa là Phật Pháp Đại Thừa, tức thật tướng thanh tịnh. Thật tướng là gì? Thật tướng tức vô tướng. Đây là giải thích thứ nhất, mà không vật nào là không có thật tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng, đó là ý nghĩa thật tướng tức vô tướng. Và không vật nào là không có thật tướng. Nghĩa thứ ba là vô tướng mà không có vật nào chẳng phải là thật tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng. Thế nên thật tướng là bản thể của các pháp. Thế quý vị có muốn tìm thấy thật tướng vì nó là bản thể của các pháp chăng? Rốt ráo nó giống như cái gì? Quý vị không nhìn thấy nó được, như thể nó được gán cho cái tên thật tướng thế thôi. Như Lão Tử nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Nếu có thể nói về đạo của mình, nếu quý vị có thể giải thích được đạo ấy, thì đó không còn là đạo thường hằng nữa. Danh khả danh, phi thường danh. Nếu quý vị có một cái tên để gọi ra, thì đó không còn là cái tên bất diệt nữa. Rồi ông nói thêm, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Triết học của Lão Tử là như vậy. Những gì tôi trình bày hôm nay là giúp cho quý vị dễ hiểu giáo lý mình đang học hơn. Thật tướng tức là chân không và cũng tức là diệu hữu. Quý vị cho rằng chân không là hư không chăng? Không phải. Vì trong chân không xuất sinh diệu hữu. Diệu hữu chắc chắn không phải là sự hiện hữu. Thông thường, chân không chẳng phải là hư không. Và diệu hữu
không phải lúc nào cũng hiện hữu, vì nó không thực có, nên được gọi là diệu hữu. Thực tướng cũng có đạo lý y như vậy. Nếu quý vị thông đạt được nghĩa này, thông suốt được việc nhỏ thì thông suốt được hết mọi việc. Thế tự tánh của quý vị giống như cái gì? Tự tánh giống như hư không. Quý vị nói xem, trong hư không có vật gì chăng? Có rất nhiều thứ trong hư không, nhưng quý vị không thấy được. Sự hiện hữu trong hư không gọi là diệu hữu. Tướng không trong hư không chính là chân không. Vì chân không chẳng phải không, nên được gọi là diệu hữu. Vì diệu hữu mà không hiện hữu, nên gọi là chân không. Hai tên vốn chỉ là một. Tuy nhiên, khi quý vị quán chiếu thâm sâu, thì sẽ thấy một tên cũng không có. Đặt cho nó một cái tên cũng như gắn thêm trên đầu một cái đầu nữa. Quý vị nói, đây là chân không, đây là diệu hữu, đây là thực tướng. Điều ấy càng tăng thêm chấp trước nơi quý vị. Vì bản thể chân thật của các pháp vốn không có một thứ gì cả. Khi quét sạch tất cả các pháp, tức là xa lìa được các tướng, như văn kinh trước đã nói, ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp, lìa tất cả các tướng thế gian tức là pháp. Nhưng nhiều người không thể nào tự mình xa lìa được các tướng thế gian này. Và vì họ không thể nào tự xa lìa được các tướng thế gian này, nên họ không thể nhập được vào các pháp. Tôi có thể xa lìa được các tướng. Quý vị nói, tôi không chấp trước một thứ gì cả. Quý vị không chấp trước một thứ gì cả hay chăng? Như một lát nữa đây có trận động đất, quý vị có sợ hãi không? Tôi tin ở đây có rất ít người bối rối khi động đất đến. Chỉ vì chúng ta không chịu xa lìa các tướng. Nếu chúng ta có thể xa lìa được các tướng, thì dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, quý vị cũng không hề lay động. Người đã chuyển được vật rồi thì chẳng sợ hãi khi gặp điều gì. Nếu quý vị không sợ hãi thì chẳng có cảnh giới nào cả. Làm sao mà các cảnh giới kia còn tồn tại được nữa? Sao còn có các ma chướng được nữa? Sao ma dương còn có thể đến quấy rối định lực của quý vị được nữa? Chỉ vì quý vị dao động nên ma có dịp lẻn vào ngay. Nếu quý vị không dao động, chẳng có ma nào tìm được cách để chen vào quý vị. Chẳng có câu chú nào mà nó đọc lên để làm lay động quý vị cả. Quý vị sẽ nói, thế tại sao ma đăng già lại đọc được thần chú để mê hoặc A Nan? Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chỉ vì A Nan không có định lực. Nếu A Nan có định lực, nếu A Nan có đại định Thủ Lăng Nghiêm, thì có lẽ chẳng cần Đức Phật phải nói kinh Thủ Lăng Nghiêm hoặc thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị và tôi bây giờ có lẽ khỏi cần phải nghe hay học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên đó là nhân duyên. Nhưng nếu ai đã có định lực, bất luận cảnh giới nào sinh khởi, họ vẫn không hề lay động. Này Như Lai bảo ông, Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông phải biết chiêm nghiệm. Đây không có nghĩa là loại suy nghĩ thông thường mà A Nan đã sử dụng và trình bày từ trước. Chữ thì giống nhau, nhưng nghĩa của nó từng lúc có khác. Biết chiêm nghiệm, đây có nghĩa là A Nan phải nên dùng chân tâm mà quán chiếu tường tận, chẳng phải là đem thức tâm để phân biệt. Không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Đừng làm biến và thiếu nhiệt thành, đừng hời hợt hoặc đại khái qua loa. Đừng lẫn quẩn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm màu. Ông nên diệt phục như thị, chú tâm và đặc biệt ý thức đây là con đường dẫn đến sự giác ngộ nhiệm màu. Đó là Thủ Lăng Nghiêm diệu định. Nếu ông có được Thủ Lăng Nghiêm diệu định, thì ông có thể đi trên con đường dẫn đến quả vị giác ngộ nhiệm màu, có nghĩa là quả vị Phật. Chư Phật được gọi là diệu giác, và chư Bồ Tát được gọi là đẳng giác. Bồ Tát cũng có đủ năng lực đạt đến diệu giác. Có 55 giai vị từ thanh văn, Bồ Tát thẳng đến quả vị diệu giác. 55 giai vị sẽ được giảng giải trong phần sau của kinh văn. Kinh văn: A Nan bạch Phật Ngôn Thế Tôn, như Phật Thế Tôn dị ngã đẳng bối, tuyên thuyết nhân duyên cặp giữ tự nhiên, chư hòa hợp tướng giữ bất hòa hợp, tâm du dị khai, nhi kim cánh văn
kiến kiến phi kiến, trọng tăng mê muộn. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật Thế Tôn vì chúng con giảng nói về nhân duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ, mà nay lại nghe thấy được cái thấy chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê muội. Giảng: A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật Thế Tôn vì chúng con giảng nói, kính bạch Đức Phật, Ngài đã vì chúng con hàng thanh văn và vì hàng duyên giác mà giảng dạy về nhân duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, các hiện tượng mà không hòa hợp và thống nhất cùng với nhau. Trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ. Kính bạch Đức Phật, sau khi nghe giảng giải, chúng con vẫn chưa giác ngộ, chúng con vẫn không hiểu được, tâm chúng con vẫn chưa được khai ngộ, mà nay lại nghe thấy được cái thấy chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê muội. A Nan lại chất vấn Đức Phật một lần nữa. A Nan nói rằng cách diễn đạt giáo lý trên đã khiến cho mình càng thăng thêm sự tối tăm mờ mịt, khó hiểu trong tâm. A Nan cũng như những người đã nhiều lần nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi mà vẫn nói: đoạn này nói gì vậy, tôi chẳng hiểu chút nào, tôi đã nghe giảng suốt mấy ngày nay, càng nghe càng thấy trở nên mờ mịt. Kinh văn: Phục nguyện hằng từ thí đại huệ mục, khai thị ngã đẳng giác tâm minh tịnh, tác thị ngữ dĩ, bi lệ đỉnh lễ, thừa thọ thánh chỉ. Cuối mong Thế Tôn mở rộng lòng từ, ban cho con mắt đại trí huệ, chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ, tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. Nói xong, A Nan buồn khóc rồi đảnh lễ, dâng nhận thánh chỉ. Giảng: Cuối mong Thế Tôn mở rộng lòng từ, con quỳ trước Thế Tôn và mong Ngài mở rộng lòng đại từ bi, ban cho con mắt đại trí huệ, ban cho chúng con Phật nhãn, chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, cuối mong Ngài giảng giải về tâm giác ngộ với thể tánh thanh tịnh cho hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác chúng con. Nói xong, đến lúc này, A Nan thật là bối rối. Thế nên khi nói xong, quý vị biết A Nan như thế nào không? A Nan buồn khóc rồi đảnh lễ. A Nan khóc. A Nan sử dụng đến ngón nghề của trẻ con là đứng khóc trước mặt Đức Phật. Và A Nan vừa khóc, vừa dập đầu cúi lại giống như trẻ thơ, bị lấy mất đi phần sữa nên khóc la, nhìn mẹ nó đòi cho được sữa. Thỉnh cầu được nghe pháp cũng giống như đòi được uống sữa. Dâng nhận thánh chỉ, A Nan trông chờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban cho mình chút pháp nhũ để thỏa lòng cơn khát và giải trừ tâm đang bối rối. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn lân mẫn, A Nan cập chư đại chúng, tướng dục phu diễn, đại đà la ni, chư tam ma đề, diệu tu hành lộ. Khi ấy Thế Tôn thương xót A Nan cùng đại chúng, đang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, con đường tu tam ma đề di diệu. Giảng: A Nan khóc lóc gian nài Đức Phật xuất định. Đức Phật ra khỏi định để giảng giải cho A Nan giáo lý tu đạo, pháp môn tam ma đề di diệu. Khi ấy Thế Tôn thương xót A Nan. Khi ấy là khi A Nan sắp chết khát và mong có sữa để uống. Đó là khi sự bối rối của A Nan quá cao độ, nên A Nan cố mong tìm kiếm cho được sự hóa giải. Đó là khi A Nan khóc lóc và cúi xuống đảnh lễ. Cơ bản là Đức Phật vốn có sẵn tâm đại từ bi, nên khi thấy A Nan khóc lóc gian nài, Đức Phật lại phát khởi tâm đại từ bi một lần nữa. Ngài mong được giảng dạy giáo lý ngay cho A Nan, vì A Nan là người em họ thương yêu của Đức Phật. Dường như ở đây Đức Phật bày tỏ lòng thương yêu và che chở đặc biệt đối với A Nan cùng cả đại chúng. Tuy nhiên, Đức Phật làm việc ấy không phải chỉ vì A Nan, mà vì lợi lạc cho nhiều người trong đại chúng. Ngài đang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, con đường tu tam ma đề di diệu. Trong tiếng Phạn, chữ Đà La Ni có nghĩa là thần chú. Có loại
Đà La Ni gồm nhiều chữ, như thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng. Có loại Đà La Ni gồm ít chữ, như thần chú Lực Tự Đại Minh. Có khi dùng chữ Mantra, có khi dùng chữ Đà La Ni. Khi dùng chữ Đà La Ni thì có nghĩa là tổng trì, nghĩa là tổng nhất thiết pháp trì vô lượng nghĩa. Tất cả các pháp đều bao hàm trong Mantra, vô lượng diệu nghĩa đều xuất sinh từ Mantra. Đây là một cách giải thích. Tôi còn có một cách giải thích khác. Tổng trì có nghĩa là giữ cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được hoàn toàn thanh tịnh, tâm vô lậu học, giới định huệ được thọ trì. Đại Đà La Ni khác với Tiểu Đà La Ni. Tiểu Đà La Ni là những câu chú nhỏ, công năng của nó không lớn lắm. Điều đang nói đây là Đại Đà La Ni. Tam Ma Đề là định. A Nan muốn tu tập pháp môn Đại Tổng Trì Tam Ma Đề Di Diệu. Này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp sửa giảng bài diệu pháp. Kinh văn: Cáo A Nan ngôn, nhữ tuy cưỡng ký, đạn ít đa văn, ư sa ma tha, di mật quán chiếu, tâm du nhị nhữ, kim đế thính ngô, kim dị nhữ, phân biệt khai thị. Bèn bảo A Nan: Ông ti nhớ giỏi, chỉ có ích cho việc học rộng. Đối với sự quán chiếu di diệu của pháp Samatha, tâm ông còn chưa rõ, nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông phân biệt khai thị. Giảng: Đức Phật đưa ra vấn đề, Ngài báo trước những điều sẽ giảng cho A Nan. Bèn bảo A Nan: Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích cho việc học rộng. Trí nhớ của ông rất giỏi, ông học rất rộng nhờ vận dụng trí nhớ ấy. Sự việc gì đã đi qua trước mắt ông là ông không thể nào quên được. Nhưng trí nhớ ấy chỉ giúp ông trong việc học, trong việc khai mở trí huệ thông qua cái nghe. Đối với sự quán chiếu di diệu của pháp Samatha, tâm ông còn chưa rõ. Samatha là giáo pháp quán chiếu di mật, nhưng tâm ông vẫn chưa được hiểu, ông vẫn chưa nhận ra được chút nào cả. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông phân biệt khai thị. Nay ông phải đặc biệt chú ý lắng nghe khi Như Lai vì ông giảng nói từng điểm, từng phần một. A Nan, đừng khóc nữa, hãy yên tâm, Như Lai sẽ dạy cho ông, Như Lai sẽ giảng dạy cho ông ngay, đừng buồn.